Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và hôm nay thì anh Thắng đang dẫn dắt anh cũng như là khán giả đang đi tới Hội An. Và trong phần 1 thì mình đang nói tới về thuyền thúng ở Hội An đó anh Thắng. Và cái thuyền thúng nó đặc biệt bây giờ nói hay mấy mà không bằng quý vị có thể xem qua cái video clip. Chúng ta thấy cái cách biểu diễn của cái người nghệ nhân, tức là họ chèo thuyền nhưng mà họ xoay cái thúng rất là nhanh. Họ xoay nhưng mà ngồi trên đó mình có chóng mặt không anh Thắng? Dĩ nhiên chóng mặt, tôi cũng đã thử thành qua một cái video clip thì tôi đã ngồi thử, và cái người chèo á họ cố gắng làm cho mình sợ. Nhưng mà dĩ nhiên mình nếu chuẩn bị trước có lẽ mình sẽ không sợ, nhưng mà có thể phái nữ thì rất là khó chịu tại vì nó xoay rất là nhanh, và cái thuyền có thể gọi là nó xoay thì chỉ có mỗi một cái mặt nghiêng thì chạm mặt nước thôi. Và cái họ chèo rất là đặc sắc, và cái đó là một cái sinh hoạt rất hay. Và cái lối cái mà họ vừa chèo họ vừa nhảy theo cái những cái điệu là nhạc rap hoặc là những cái điệu nhạc nhất là của bên Đại Hàn bây giờ. Thực sự ở cái khu vực đó tôi đến tôi hỏi thăm thì họ cho tôi biết là họ có khoảng 1.000 cái thuyền thúng. 1.000 cái là nhiều lắm. Và nhất anh cứ hình dung 1.000 cái thuyền thúng mà cứ một cái thuyền có 2 người, tức là 2.000 du khách. Và họ nói có nhiều ngày nhất là dân Đại Hàn đó, người Hàn Quốc họ đến đó, họ rất là thích thú đi chơi cái thuyền thúng. Và vào những cái ngày mà họ nói lúc nào 1.000 cái thuyền thúng cũng hết đông hàng du khách. Thành thử chúng ta hình dung đông cả một cái vùng cửa sông như vậy và cái vùng biển như vậy mà toàn là thuyền thúng được chèo để mình đi, và họ cũng chăn chia ra để làm sao để đi có thể không bị traffic đó, không có bị kẹt từ cái thuyền giữa cái dòng chạy của nó. Và đó cũng là một cái cảm giác rất là thích thú, chúng ta ngồi trên thuyền thúng và chúng ta xem được những người nghệ nhân họ biểu diễn. Và bây giờ thì cái này đối với người du khách Hàn Quốc khi mà đến Hội An, thuyền thúng là một trong những cái mà thế nào họ cũng phải đi. Phải mốt nha, anh về Việt Nam mới đi Hội An cũng phải thử. Vậy thì khi mà mình đi vô tới phố cổ thì nó có nhiều thay đổi so với khoảng 2-3 năm trước không anh Thắng? Vào đến phố cổ thì nói đến có thay đổi so với vài năm trước chắc chắn là có thay đổi. Dĩ nhiên thì ở đâu thì cũng vậy, đời sống thay đổi, thành thử cái gì nó cũng thay đổi. Dĩ nhiên là bây giờ thì nó phải đông đúc hơn ngày xưa rồi. Bây giờ Hội An chúng ta về lúc nào du khách cũng nhiều, nhất là trong những cái tháng mà gọi là high season đó, thì tôi nghĩ Hội An chắc là chật ních người. Thế tuy nhiên thì tiệm ăn thì cũng được phát triển nhiều, và họ ở cái Hội An nó có những cái sinh hoạt mà tôi nghĩ là ở những thành phố khác khó có. Thứ nhất là Hội An nó nhỏ, thứ hai là nó về cái không gian của nó đó, nó tạo cho người ta cảm nhận được đó là một cái phố cổ. Mà một cái phố cổ đó nó có 3-4 thứ văn hóa trong đó, và chúng ta nói đến đầu tiên là một cái văn hóa là mình nói theo kiểu người Pháp, tức là những cửa hàng cafeteria, những quán cà phê kiểu Tây và trang trí để mời du khách. Rồi một cái loại nữa là một cái văn hóa là người Tàu, văn hóa Trung Hoa, chúng ta nhận thấy được đó. Tại vì Hội An ngày xưa người Hoa, người Minh Hương họ đến cũng khá đông, và họ được tiếp nối từ thế kỷ thứ 17 đến giờ. Và thêm một cái văn hóa nữa là Nhật Bản. Ở Hội An phải nói đến Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, tại vì người Nhật, thương nhân người Nhật ngày xưa cũng đã có từng dịp đến với cái gọi là cái cửa Hội An. Đó là một cái cửa mà gọi là thương thuyền ra vào ngày xưa, và đọc qua những cái lịch sử chúng ta biết là người Nhật đã đến với Hội An từ thế kỷ thứ 16, 17. Thành thử họ chính người Nhật là cái đã xây ra cái chùa cầu đó, cái chùa mà chúng ta nói cái cầu màu đỏ đỏ. Qua cái hình ảnh qua chúng tôi gửi đến quý vị thấy cái hình ảnh đó, cái cầu nó bắt ngang qua một cái giống như một cái sông nhỏ. Và cái cầu đó thì nó có tên rất là hay, nó gọi là Lai Viễn Kiều. Mà cái chữ đó là chữ của người Nhật dùng cho cái cầu. Lai Viễn Kiều có nghĩa là cái cầu của khách phương xa. Lai là đến, không? Viễn là từ phương xa, Kiều là cầu. Thành thử chúng ta thấy đến với Hội An đó, ngoài cái chuyện mà chúng ta thăm một cái sinh hoạt mới mẻ và của người bản địa của cái làng Cẩm Thanh đó, ở bến Dừa đó, thì chúng ta còn thấy được những cái văn hóa nó trộn lẫn với nhau, nó tạo ra một cái sinh hoạt mà khó nên là có. Mà một cái văn hóa của Việt Nam đó là ở Hội An chúng ta nhìn thấy những cái lồng đèn. Lồng đèn Hội An là một
cái đặc thủ công trưng. nghệ rất là đặc trưng của Hội An, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy những quán cà phê là một văn hóa Pháp, và những cái buôn bán theo cái kiểu hàng hóa của người Hoa thì nó là một cái văn hóa Tàu, xong rồi cộng với ngôi chùa chẳng hạn, rồi sau đó thì thêm cái một cái văn hóa Nhật vào, thành ra du khách Nhật Bản, du khách Hàn Quốc, du khách Tàu và du khách Âu Châu đều tụ về Hội An hết. Và đó là một trong cái thành phố mà tôi nghĩ là đã được tất cả quốc, dân du khách quốc tế đó, tập trung vào đó. Và bây giờ thì sinh ra thêm một cái sinh hoạt mà cái người ở ngay Hội An cho tôi biết, đó là một cái sinh hoạt truyền thống chỉ mới có được vài năm thôi. Cho nên anh nói thêm một cái về ẩm thực ở bên Hội An được không? Và một trong những cái mà khi mình tới Hội An là mình phải ăn cao lầu đúng không? Cao lầu, mì Quảng. Dạ. Thế tuy nhiên thì ai cũng khen mì cao lầu, ai cũng khen mì Quảng. Thế tuy nhiên tôi thấy ngoài hai món đó, Hội An còn rất là nhiều món đã được thay đổi. Và đó là một trong những cái ẩm thực mà chúng ta đến Hội An chúng ta không thể thiếu được. Đúng. Quả cà phê Pháp. Rồi sau đó thì những cái bánh ngọt cũng rất là ngon, theo kiểu của người Nhật. Có một quán nữa mà nếu mà ai mà có về Hội An á mà có thể đi, đó là cái cơm gà ở đó, cơm gà quán Bà Bụi, hoặc là bánh mì Phượng. Mà cái đó là trên internet là tất cả những ai du khách nước ngoài ở Mỹ hôm trong về đều cũng phải thử, mà nhanh thử rồi là rất là ngon nên đắng. Đó, tôi cũng đã có dịp thử. Tôi chưa kịp nói gì nhất anh nói. Tại vì nghe nói tới ẩm thực mà mình đã thử rồi, cái mình rất là thấy là rất là hào hứng để mà kể. Đúng vậy. Thì nếu mà những cái khi mà một, nếu mà bây giờ ví dụ như một du khách nào đó mà ta muốn về Hội An thì người ta hỏi anh Thắng là cái nào là đặc biệt nhất, thì anh Thắng sẽ trả lời như thế nào? Nếu mà đặc biệt nhất thì cho đến bây giờ với cái lạ lùng của nó thì có lẽ tôi đã đến nhà Hội An 2 lần. Thì cái mà cảm giác mà thu hút tôi là cái truyền thống. Phải nói là đó là một cái sinh hoạt lạ lắm. Nó trên thế giới không chỗ nào có cả. Và dĩ nhiên thì một cái sinh hoạt như vậy mà tôi đã ngồi lên trên đó và tôi cảm nhận được cái đó thì mình thấy không đắt, rất là hay, và nó tạo cho chúng ta hiểu được một cái sinh hoạt của Việt Nam chứ không có bị lai. Thì có lẽ cái đó là làm tôi thấy khác hẳn với nơi chúng tôi đã đi qua. Và cái đó là anh không biết đó, nên là mai mốt đợt sau mà nó có dịp đi Hội An thì anh sẽ thử những truyền thống như là anh Thắng nói. Chắc chắn là nhất anh cũng sao rất là thích thú. Và cái cảm giác đó khó quên lắm. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều, và nhân anh sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Cảm ơn nhất anh. Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và hôm nay thì anh Thắng đang dẫn dắt anh cũng như là khán giả đang đi tới Hội An. Và trong phần 1 thì mình đang nói tới về truyền thống ở Hội An đó anh Thắng. Và cái truyền thống đó đặc biệt bây giờ nói hay mấy mà không bằng quý vị có thể xem qua cái video clip. Chúng ta thấy cái cách biểu diễn của cái người nghệ nhân, tức là họ chèo thuyền nhưng mà họ xoay cái thúng rất là nhanh. Họ xoay. Nhưng mà ngồi ở trên đó mình có chóng mặt không anh Thắng? Dĩ nhiên chóng mặt, tôi cũng đã thử, thành ra qua một cái video clip thì tôi đã ngồi thử. Và cái người chèo á, họ cố gắng làm cho mình sợ. Nhưng mà dĩ nhiên mình nếu chuẩn bị trước có lẽ mình sẽ không sợ, nhưng mà có thể phái nữ thì rất là khó chịu, tại vì nó xoay rất là nhanh. Và cái thuyền có thể gọi là nó xoay thì chỉ có mỗi một cái mặt nghiêng để chạm mặt nước thôi. Và cái họ chèo rất là đặc sắc, và cái đó là một cái sinh hoạt rất hay. Và cái lối cái mà họ vừa chèo họ vừa nhảy theo cái những điệu là nhạc rap hoặc là những cái điệu nhạc nhất là của bên Đại Hàn bây giờ. Thực sự ở cái khu vực đó tôi đến tôi hỏi thăm thì họ cho tôi biết là họ có khoảng 1.000 cái thuyền thúng. 1.000 cái là nhiều lắm. Và nhất anh cứ hình dung 1.000 cái thuyền thúng mà cứ một cái thuyền có 2 người, tức là 2.000 du khách. Và họ nói có nhiều ngày nhất là dân Đại Hàn đó, người Hàn Quốc họ đến đó, họ rất là thích thú đi chơi cái thuyền thúng. Và vào những cái ngày mà họ nói lúc nào 1.000 cái thuyền thúng cũng hết đông hàng nghìn du khách. Thành thử chúng ta hình dung đông cả một cái vùng cửa sông như vậy và cái vùng biển như vậy mà toàn là thuyền thúng được chèo để đi, và họ cũng chăn chia ra để làm sao để đi có thể không bị traffic đó, không có bị kẹt từ cái thuyền giữa cái dòng chạy của nó. Và đó cũng là một cái cảm giác rất là thích thú, chúng ta ngồi trên thuyền thúng và chúng ta xem được những người nghệ nhân họ biểu diễn. Và bây giờ thì cái này đối với người du khách Hàn Quốc khi mà đến Hội An, thuyền thúng là một trong những cái mà thế nào họ cũng phải đi.
Rồi mốt nhanh về Việt Nam mới đi thế Hội nào An nhất cũng anh cũng phải phải thử. thử. Vậy thì khi mà Vim đi vô tới phố cổ thì nó có nhiều thay đổi so với khoảng 2-3 năm trước không Minh Thắng? Vào đến phố cổ thì nói đến có thay đổi so với vài vài năm trước chắc chắn là có thay đổi nhất rồi. Dĩ nhiên thì ở đâu thì cũng vậy, đời sống thay đổi, thành thử cái gì nó cũng thay đổi. Dĩ nhiên là bây giờ thì nó phải đông đúc hơn ngày xưa rồi. Bây giờ Hội An chúng ta về lúc nào du khách cũng nhiều, nhất là trong những cái tháng mà gọi là high season đó, thì tôi nghĩ Hội An chắc là chật ních người. Thế tuy nhiên thì tiệm ăn thì cũng được phát triển nhiều, và họ ở cái Hội An nó có những cái sinh hoạt mà tôi nghĩ là ở những thành phố khác khó có. Thứ nhất là Hội An nó nhỏ, thứ hai là nó về cái không gian của nó đó, nó tạo cho người ta cảm nhận được đó là một cái phố cổ, mà một cái phố cổ đó nó có ba bốn thứ văn hóa trong đó. Và chúng ta nói đến đầu tiên là cái văn hóa là mình nói theo kiểu người Pháp, tức là những cửa hàng cafeteria, những quán cà phê kiểu Tây, và trang trí để mời du khách. Rồi một cái loại nữa là một cái văn hóa là người người Tàu, văn hóa Trung Hoa, chúng ta nhận thấy được đó. Tại vì Hội An ngày xưa người Hoa, người Minh Hương họ đến cũng khá đông, và họ được tiếp nối từ thế kỷ thứ 17 đến giờ. Và thêm một cái văn hóa nữa là Nhật Bản. Ở Hội An phải nói đến Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, tại vì người Nhật, thương nhân người Nhật ngày xưa cũng đã có từng dịp đến với cái gọi là cái cửa Hội An. Đó là một cái cửa mà gọi là thương thuyền ra vào ngày xưa, và đọc qua những cái lịch sử chúng ta biết là người Nhật đã đến với Hội An từ thế kỷ thứ 16, 17. Đó, thành thử họ chính người Nhật là cái đã xây ra cái chùa cầu đó, cái chùa mà Dạ chúng đúng ta rồi. nói cái hình Cái nhất cô, cái nó cái cầu màu qua đỏ hình ảnh đỏ. là qua cái hình ảnh là qua chúng tôi gửi đến quý vị thấy cái hình ảnh đó, một cái ngôi cái cầu nó bắt ngang qua cái giống như một cái sông nhỏ. Và cái cầu đó thì nó có tên rất là hay, nó gọi là Lai Viễn Kiều, mà cái chữ đó là chữ của người người Nhật dùng cho cái cầu. Lai Viễn Kiều có nghĩa là cái cầu của khách phương xa, Lai là đến không, Viễn là từ phương xa, Kiều là cầu đó. Thành thử chúng ta thấy đến với Hội An đó, ngoài cái chuyện mà chúng ta thăm một cái sinh hoạt mới mẻ của người bản địa, của cái làng Cẩm Thanh đó, ở Bến Dừa đó, thì chúng ta còn thấy được những cái văn hóa nó trộn lẫn với nhau, nó tạo ra một cái sinh hoạt mà khó nơi nào có. Mà một cái văn hóa của Việt Nam đó là ở Hội An chúng ta nhìn thấy những cái lồng đèn, lồng đèn Hội An làm cái Đặc thủ công trưng. nghệ rất là đặc trưng của Hội An, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy những quán cà phê là một văn hóa Pháp, và những cái buôn bán theo cái kiểu hàng hóa của người Hoa thì nó là một cái văn hóa Tàu, xong rồi cộng với ngôi chùa chẳng hạn, rồi sau đó thì thêm cái một cái văn hóa Nhật vào, thành nó du khách Nhật Bản, du khách Hàn Quốc, du khách Tàu và du khách Âu Châu đều tụ về Hội An hết. Và đó là một trong cái thành phố mà tôi nghĩ là đã được tất cả dân du khách quốc tế tập trung vào đó. Và bây giờ thì sinh ra thêm một cái sinh hoạt mà cái người ở ngay Hội An cho tôi biết, đó là một cái sinh hoạt truyền thống chỉ mới có được vài năm thôi. Cho nên anh nói thêm một cái về ẩm thực ở bên Hội An được không? Và một trong những cái mà khi mình tới Hội An là mình phải ăn cao lầu đúng không Cao Minh lầu, Thắng? mì quảng. Thế tuy nhiên thì ai cũng khen mì cao lầu, ai cũng khen mì quảng. Thế tuy nhiên tôi thấy ngoài hai món đó, Hội An còn rất là nhiều món đã được thay đổi, và đó là một trong những cái ẩm thực mà chúng ta đến Hội An chúng ta không thể thiếu được. Đúng. Quả cà phê Pháp, đúng. Rồi sau đó thì những cái bánh ngọt cũng rất là ngon theo kiểu của người Nhật. Có một quán, có một quán nữa mà nếu mà ai mà có về Hội An á mà có thể đi, đó là cái cơm gà ở đó, cơm gà quán Bà Bụi, hoặc là bánh mì Phượng, mà cái đó là trên trên internet là tất cả những ai du khách nước ngoài ở Đúng Mỹ rồi. hôm cho về đều cũng phải thử, mà nhanh thử rồi là rất là ngon nên đáng. Đó, tôi cũng đã có dịp thử. Tôi chưa kịp nói gì nhất anh nói Tại vì nghe nói tới ẩm thực mà mình đã thử rồi cái mình rất là thấy là rất là hào hứng để mà kể. Đúng vậy. Thì nếu mà những cái khi mà một nếu mà bây giờ ví dụ như một du khách nào đó mà ta muốn về Hội An thì người ta hỏi anh Thắng là cái nào là đặc biệt nhất thì anh Thắng sẽ trả lời như thế nào? Nếu mà đặc biệt nhất thì cho đến bây giờ với cái lạ lùng của nó thì có lẽ tôi đã đến Hội An 2 lần.
Thì cái mà cảm giác mà thu hút tôi là cái truyền thống. Phải nói là nó là một cái sinh hoạt lạ lắm. Nó trên thế giới không chỗ nào có cả. Và dĩ nhiên thì một cái sinh hoạt như vậy mà tôi đã ngồi đấy trên đó và tôi cảm nhận được cái đó thì mình thấy không đắt, rất là hay, và nó tạo cho chúng ta hiểu được một cái sinh hoạt của Việt Nam chứ không có bị lai. Thì có lẽ cái đó là làm tôi thấy khác hẳn với nơi chúng tôi đã đi mà qua. Cái đó là anh không biết đó, nên là mấy mốt đợt sau mà nó có dịp đi Hội An thì anh sẽ thử truyền thống như là anh thắng nói. Chắc chắn là nhất anh cũng sẽ rất là thích thú và cái cảm giác đó khó quên lắm. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và nhất anh sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Cảm ơn nhất anh.